chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh Toàn Ô Tô Cũ Sài Gòn. Hôm nay phải nói là một ngày khá là đặc biệt các anh chị ha. Bên Toàn phải nói là về thêm rất nhiều Xpander cho các anh chị nhà mình lựa chọn luôn. Số sàn có, số tự động có, bản cao cấp, bản rớt tiền cũng có luôn nha. Có khoảng 6-7 xe cho các anh chị nhà mình lựa chọn nha. Bữa giờ các anh chị nào mà đang cần tìm mua cho mình một chiếc Xpander á thì nhớ là ghé qua kênh của Toàn để lựa chọn cho mình được một chiếc xe phù hợp nha. Và nhanh tay sở hữu các anh chị, vì nếu các anh chị nào có theo dõi bên kênh của Tuyền thì thường xuyên thì sẽ biết ha, Xpander bên Tuyền về rất nhiều và những chiếc xe đó đã bán đi cũng rất nhanh các anh chị ha, nên ưng thì nhanh tay liên hệ Tuyền để chốt sớm nè. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào chiếc đầu tiên các anh chị nha. Mở đầu video ngày hôm nay là chiếc Xpander số tự động đời 2020 các anh chị, mới đi có 18.000 km thôi. Xpander thì được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo các anh chị nha. Xe này thì bên Tuyền đang bán với giá là 619 triệu, các anh chị nhìn sơ giúp tên nha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu trắng, mang biển số Sài Gòn, biển số khá đẹp ha, 80099 các anh chị. Các anh chị nào mình ở Sài Gòn lấy chiếc này thì mình không có tốn thêm 20 triệu tiền biển số nữa khi sang tên, mình để biển này mình đi các anh chị nha. 5 vỏ còn là 5 vỏ zin theo xe các anh chị. Đấy, xe thì anh chủ có lên cho mình cảm biến lùi rồi các anh chị ha, có cam lùi đầy đủ cho mình sử dụng luôn. Dán phim nha, ghế thì ghế da các anh chị ha, ghế da nguyên zin nè, còn rất là mới. Sàn simili trần nguyên bản các anh chị. Đấy, xe này thì màn hình zin theo xe nha, mở cánh cửa ra thì nghe mùi mới các anh chị. Đấy, các anh chị nào mà ưng chiếc này thì nhanh tay liên hệ tiền nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp qua chiếc kế bên các anh chị nha. Một phiên bản cao hơn, Xpander Road đời 2020. Xe này thì mới đi có 21.000 km thôi. Bên Tiền đang bán xe này với giá là 636 triệu. Các anh chị nhìn sơ giúp Tiền nha. Xe thì biển số 61 Bình Dương các anh chị ha, màu bạc, có cảm biến trước, cảm biến sau, cam lùi, dán phim viền che mưa. Đấy, bản rốt thì mâm của nó sẽ khác mâm bản tiêu chuẩn ha, đẹp hơn các anh chị. Ghế thì ghế da nguyên zin, tông màu đen và tông màu nâu các anh chị nha. Sàn thì sàn simili trần nguyên bản các anh chị, có màn hình. Xe này thì anh chủ lên cho mình một cái màn hình OLED rất là xịn sò nha, có camera hành trình nữa các anh chị. Rồi, tất cả xe bên Tuyền thì luôn cam kết với các anh chị là xe không đâm đụng, không ngập nước, không đại tu động cơ và hộp số, bao tết hãng, nên là các anh chị nhà mình yên tâm nha. Và ngoài ra khi mà bán xe ra thì bên Tuyền còn bảo hành riêng cho các anh chị nhà mình là 6 tháng hoặc 5.000 cây động cơ và hộp số nữa các anh chị ha. Còn những trường hợp những chiếc xe nào mà đời cao còn bảo hành chính hãng thì mình vẫn bảo hành được của hãng bình thường các anh chị nha. Tiếp theo các anh chị, dành cho các anh nào thích đi số sàn nha, màu trắng nữa, vừa có thể đi gia đình vừa có thể chạy dịch vụ được các anh chị nè. Mitsubishi Xpander số sàn đời 2021, đăng ký lần đầu là năm 2022 các anh chị nha, mới lướt nhẹ 10.000 km thôi. Bên Tuyền đang bán xe này với giá là 556 triệu, các anh chị nhìn sơ giúp Tuyền nha. Màu trắng rất là dễ sử dụng các anh chị, mang biển số 60 là Đồng Nai ha. Xe này 5 vỏ cũng còn là 5 vỏ zin theo xe. Độ mới của em này là phải 99% các anh chị nha. Có dán phim viền che mưa, chén cửa nè. Số sàn cho nên ghế của nó sẽ là ghế nỉ các anh chị nha. Ghế nỉ nguyên zin, sàn nguyên bản, trần nguyên bản, màn hình zin theo xe. Đấy, số sàn nên là chưa có cam lùi các anh chị nha. Các anh chị nào mình thích thì mình về mình trang bị thêm các anh chị. Vì đây là video tổng hợp nên là Tuyền không có đi quá nhiều về chi tiết xe, Tuyền chỉ đi tổng thể về cái xe thôi nha. Nếu mà các anh chị có quan tâm chi tiết hơn về những chiếc xe nào đó ở đây thì liên hệ Tuyền, Tuyền sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho các anh chị nhà mình xem ha. Nếu được thì mình lên mình xem xe trực tiếp, hoặc là chuyển khoản bên đặt cọc, bên Tuyền sẽ hỗ trợ giao xe tận nhà cho các anh chị nha. Rồi tiếp theo các anh chị, bên này Xpander số tự động đời 2020. Xe này thì đi khoảng 29.000 km rồi, cũng màu trắng, rất là dễ sử dụng nha. Chiếc này bên Tuyền đang bán với giá là 609 triệu. Các anh chị nhìn sơ giúp Tuyền nha. Xe đi nhiều hay là đi ít thì giá bên Tuyền nó cũng sẽ có nhỉnh hơn một tí xíu, nên là các anh chị nhà mình yên tâm nhé. Xe này thì 93 Bình Phước. Anh chủ này thì có dán phim cho mình rồi, 5 vỏ cũng còn là 5 vỏ zin theo xe nha. Ghế thì ghế da nguyên zin, tông màu đen các anh chị. Sàn thì sàn simili ha,
Trần thì Trần nguyên bản có màn hình xuyên theo xe. Anh chủ này lên cho mình một cái camera hành trình rồi nè các anh chị. Đấy, lên camera hành trình cho mình nha, lên cảm biến lùi luôn. Đó. Đăng kiểm của xe này thì để tiền xem. Còn tới tháng 6 năm 2023 các anh chị ha, vô tư xài nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp xuống dưới này các anh chị ha. Bên tiền thì đang chuẩn bị về thêm một chiếc Xpander số tự động đời 2020 màu nâu nữa. Nếu mà các anh chị nào có thích chiếc màu nâu thì liên hệ tiền. Và hiện tại là còn thêm một chiếc Xpander số sàn đời 2021 màu đen nữa ha. Giá thì khoảng 546 triệu. Xe đó thì hiện tại là chắc có khách đang lái thử rồi thì không thấy ở đây. Nếu mà các anh chị có quan tâm thì liên hệ tiền thì gửi hình cho các anh chị nhà mình xem. Rồi chiếc này các anh chị nha, các anh chị nào mà thích màu đen thì lấy ngay chiếc này nha. Xpander số tự động đời 2021 nha. Xe này mới đi có 2.000 km thôi, bản tiêu chuẩn các anh chị. Ở bên Tuyền đang bán xe này với giá là 598 triệu. Các anh chị nhìn sơ giúp Tuyền nha. Tất cả Xpander thì đều nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo hết các anh chị. Xe này mang biển số 60 Đồng Nai các anh chị nhé. Em này phải nói là như một chiếc xe trong hãng ra các anh chị. Mới lắm. Ghế nỉ nguyên zin, sàn nguyên bản, trần nguyên bản, có màn hình zin theo xe. Đó. Ghế thì những cái ni lông từ nhà máy vẫn còn chưa gỡ hết các anh chị. Năm vỏ còn là năm vỏ zin theo xe và lớp dự phòng là chưa chạm đất các anh chị ha. Xpander thì mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của nó thì tầm khoảng 6 đến 7 lít các anh chị ha. Rồi thì vừa rồi Tiền cũng đã đi sơ tổng hợp lại cho tất cả các anh chị và các bạn tất cả những chiếc Xpander hiện tại đang có mặt sẵn tại bên Tiền nha. Nếu các anh chị nào mà thích chiếc một trong những chiếc xe nào đó ở đây thì nhớ liên hệ cho Tiền qua số điện thoại bên dưới nè, hoặc là đến xem xe trực tiếp tại quốc lộ 13 Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nha. Khi đi xem xe thì nhớ liên hệ Tiền thì sẽ chỉ đường để các anh chị nhà mình đi cho dễ dàng hơn nha. Còn nếu mà các anh chị nào mình ở tỉnh xa thích một trong những chiếc xe nào đó ở đây rồi mà chưa thể lên Sài Gòn xem xe trực tiếp liền được á thì liên hệ Tiền thì sẽ tư vấn cho các anh chị là cái thủ tục là mua xe online và giao xe tận nhà của bên Tiền ha, hỗ trợ các anh chị nhà mình là ký hợp đồng mua bán hoặc là hợp đồng ủy quyền tại phòng công chứng gần nhà của các anh chị luôn, nên là các anh chị không có mất mát thời gian đi lại gì hết, các anh chị nhà mình yên tâm nha. Những chiếc xe ở đây là toàn là những xe đi lướt thôi các anh chị ha. Và bên Tiền bán xe thì có cam kết, có bảo hành, có hợp đồng và cam kết bằng văn bản đàng hoàng, nên là các anh chị nhà mình yên tâm nha. Và 7 chỗ thì hiện tại bên Tiền cũng còn rất là nhiều các dòng xe khác để phục vụ cho các anh chị vào cái dịp Tết này luôn. Như là có Santa Fe máy dầu, Santa Fe máy xăng nè, rồi có Outlander ha, rồi có CRV nè, rồi Everest nó đang trên đường về Fortuner nữa, rồi Sedona thì cũng có rất nhiều xe luôn. Nên nếu như mà các anh chị nhà mình đang cần tìm mua cho mình một chiếc xe như thế nào đó thì liên hệ Tiền thì sẽ tư vấn để các anh chị nhà mình lựa chọn được một chiếc xe phù hợp nha. Hoặc có thể là ở lại bên kênh của Tiền, lướt xuống bên dưới để mình xem được nhiều video hơn nha. Rồi đừng quên cho Tiền xin một like nè, để lại comment chia sẻ ý kiến cũng như là nhu cầu của các anh chị bên dưới nha. Và nhớ là bấm vào đăng ký kênh của Tuyền đi, để khi có xe mới nhất bên Tuyền về, Tuyền đăng lên thì các anh chị sẽ là người đầu tiên xem được nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.